Cấp ủy các cơ quan đơn vị trong toàn quân tập trung đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục chú trọng xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng, công tác chính trị được đề ra tại hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2022 tổ chức vào sáng nay. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. 6 tháng đầu năm nay, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, quán triệt triển khai đồng bộ toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị cả thường xuyên và đột xuất, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là các cơ quan đơn vị đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời thông tin tuyên truyền định hướng tư tưởng dư luận cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị với chủ đề tự soi tự sửa, học tập tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 6 tháng cuối năm 2022, cấp ủy các cơ quan đơn vị trong toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ, tập trung đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục triển khai sâu rộng hiệu quả đợt sinh hoạt về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, thực hiện hiệu quả quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đảng bộ Quân đội, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên và làm tốt công tác phát triển đảng, tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 nghiêm túc, thực chất, tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra, phòng ngừa hiệu quả, tăng cường công tác quản lý cán bộ theo phân cấp, tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp theo quy định mới của Bộ Chính trị, gắn kiện toàn cán bộ theo tổ chức, biên chế với giải quyết số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở trong và ngoài nước phù hợp với nhu cầu sử dụng, chủ trương xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh và lộ trình xây dựng quân đội hiện đại. Đồng thời, tiến hành tốt công tác dân vận, chú trọng các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội. Hội nghị sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2022 tổ chức sáng nay đánh giá toàn quân đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng thường xuyên đột xuất, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình cùng lãnh đạo chỉ huy các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, các đơn vị cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 với kết quả cao hơn năm 2021, Hội nghị sơ kết công tác tham mưu toàn quân đã xác định 6 tháng cuối năm, toàn quân cần tiếp tục chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách hợp lý, không để bị động bất ngờ. Báo cáo Bộ Chính trị các đề án, nghị quyết góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh kết hợp với phát triển kinh tế xã hội trên các địa bàn chiến lược trọng điểm.
nghiên cứu đề xuất một số giải pháp căn cơ, lâu dài, chiến lược đối với vấn đề biển đảo và các dự án luật về quân sự quốc phòng. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, phối hợp với Bộ Công an thực hiện nghiêm Nghị định số 03 của Chính phủ, tăng cường kiểm tra, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến, hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến, phương pháp bố trí phòng không, bảo vệ các công trình mục tiêu, trọng điểm quốc gia. Tổ chức diễn tập ở nhiều cấp với hình thức, thời gian, chuẩn bị gấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng. Làm tốt công tác quản lý, sử dụng, chuyển giao đất quốc phòng đúng quy định của pháp luật, nâng cao năng lực tác chiến không gian mạng, trinh sát điện tử, bảo đảm kịp thời thông tin liên lạc, chỉ đạo chỉ huy toàn quân. Thực hiện tốt chủ đề năm 2022, năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng, quản lý điều chuyển, sử dụng quân số hợp lý, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ mua sắm, sản xuất, cải tiến, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật bằng các nguồn ngân sách đúng quy định của nhà nước và Bộ Quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng động viên công nghiệp và thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Toàn quân duy trì nền nếp công tác huấn luyện, bảo đảm chặt chẽ chất lượng cho các đối tượng, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, huấn luyện bắn đạn thật các bài bắn kỹ thuật của bộ binh và quân binh chủng, tổ chức hội thi, hội thao, kiểm tra các cấp, sát thực tế, chất lượng, an toàn, duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật. Báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành nghị quyết về công tác giáo dục đào tạo trong tình hình mới, triển khai toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ công tác quốc phòng ở bộ ngành, địa phương và công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng, nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ, coi trọng xây dựng dân quân thường trực, dân quân tự vệ trên các địa bàn trọng điểm. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp, nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án, kế hoạch, ứng phó với các tình huống, sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, dịch bệnh và thảm họa sự cố môi trường. Tham mưu triển khai hiệu quả hoạt động hợp tác quốc phòng và các hoạt động đối ngoại, quyết liệt triển khai đề án, đẩy mạnh cải cách hành chính và kế hoạch phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số trong Bộ Quốc phòng. Tại Trung Quốc, ngày hôm qua đã diễn ra hội thảo kỷ niệm 20 năm tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của một số bộ trưởng, nguyên bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN, nhất là những người đã từng tham gia ký DOC năm 2002. Hội thảo có 3 phiên chính là thời khắc lịch sử khi ký DOC, kết quả và triển vọng của việc thực thi DOC, tiến triển và định hướng trong tham vấn Bộ Quy tắc ứng xử về Biển Đông COC giữa ASEAN và Trung Quốc. Tại hội thảo, đại diện Việt Nam nhấn mạnh DOC là văn bản quan trọng góp phần vào việc thúc đẩy hòa bình, tin cậy và hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc. DOC tái khẳng định sự tôn trọng và cam kết của các bên đối với tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982. Các đại biểu cũng khẳng định thành quả đàm phán COC cho đến nay là khá tích cực, thực chất. Tuy nhiên, để thúc đẩy đàm phán tiếp tục có tiến triển, ASEAN và Trung Quốc cần nỗ lực hợp tác nhiều hơn nữa trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thông qua việc thực hiện tự kiềm chế, không có hành động làm phức tạp tình hình, tôn trọng quyền và lợi ích của các bên phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.